Xin gửi lời chào thân ái đến tất cả các bạn đang xem chương trình truyền hình của Tập đoàn Sức khỏe Siberi. Tôi là Yuri Gichev, Giám đốc khoa học của Tập đoàn Sức khỏe Siberi. Chương trình ngày hôm nay sẽ nói về adaptogen, các chất thích nghi. Các chất này là tinh chất độc đáo của thiên nhiên, được tìm thấy trong một số loài thực vật quý hiếm, sinh trưởng tự nhiên ở khu vực rất hẹp, giới hạn trong một dải đất hẹp nhưng rất dài trên vùng biên giới giữa miền Nam Siberi và Trung Quốc. Thuật ngữ adaptogen có nguồn gốc từ hai động từ Latin. Adapter nghĩa là thích nghi hoặc làm cho trở nên thích hợp. Genere có thể được dịch ra là bước vào một cuộc sống, bắt đầu một quá trình hoặc đơn giản là giúp một điều gì đó. Do vậy, ghép hai động từ này với nhau, chúng ta có từ adaptogen, chất thích nghi, có nghĩa là một chất giúp một người dễ dàng thích nghi hơn với bất kỳ sự thay đổi bên trong hoặc bên ngoài cơ thể. Ngày nay, thuật ngữ này được sử dụng rộng rãi ở khắp mọi nơi. Thuật ngữ này đã được nhà khoa học nổi tiếng vùng Siberia Nikolai Lazarev đưa ra lần đầu tiên vào cuối những năm 40. Ông cùng học trò nổi tiếng hơn mình, Israel Bregman, đã bị hấp dẫn bởi thần dược dễ nhân sâm. Loại dược liệu luôn được y học Trung Hoa tôn kính, hơn nữa không giống các loài thảo dược khác. Dễ nhân sâm hầu như đã được sử dụng trong bất kỳ trạng thái cơ thể hay căn bệnh nào. Hàng trăm các thí nghiệm được thực hiện trên cả động vật lẫn con người đều không đưa ra câu trả lời, thậm chí còn gây ra sự nhầm lẫn cho các nhà khoa học đang tích cực nghiên cứu về nó. Và người ta phát hiện ra rằng chiết xuất nhân sâm luôn có tác dụng hai chiều trong bất kỳ trường hợp sử dụng hay thử nghiệm nào. Để hiểu lý do tại sao thực tế này đã gây lúng túng cho các nhà khoa học, chúng ta cần hiểu rằng trong y học phương Tây và đặc biệt là trong ngành dược học hiện đại, mỗi chất đều được giả định là có một số tác dụng tuyến tính. Chẳng hạn như một số chất này làm hạ huyết áp hoặc giảm hiện tượng đông máu, trong khi đó một số chất khác làm tăng lượng mật tiết ra hoặc tăng cường vi tuần hoàn não. Nhưng đối với nhân sâm thì hoàn toàn khác. Tùy vào liều lượng và điều gì quan trọng hơn, cũng như tình trạng sức khỏe của bệnh nhân, chiết xuất nhân sâm có thể tác dụng theo những cách hoàn toàn trái ngược. Nhân sâm có thể làm giảm hay tăng huyết áp, thúc đẩy quá trình chuyển hóa năng lượng trong trường hợp này, nhưng đóng vai trò như thuốc an thần trong trường hợp khác. Cố gắng tìm hiểu hiện tượng này, cuối cùng thì Lazarev và Bregman cũng đã xác định được nguyên tắc chính của tác dụng sinh lý của nhân sâm và tất cả các chất thích nghi khác. Các chất thích nghi không tập trung vào bất kỳ quá trình nào liên quan đến căn bệnh, như hầu hết các dược phẩm khác, mà mục đích duy nhất của chúng là giúp cơ thể hoạt động bình thường. Để đạt được mục đích này, nếu điều cần thiết là phải giảm huyết áp, thì các chất thích nghi sẽ làm giãn các mạch máu. Ngược lại, nếu cơ thể chúng ta cần tăng huyết áp, thì các chất thích nghi sẽ tác dụng theo hướng này. Vì vậy, không giống như nhiều loại thảo dược khác, và đặc biệt là dược phẩm, các chất thích nghi không có tác dụng chống lại các quá trình bệnh tật nhất định. Chúng cải thiện bất cứ điều gì hay làm cho nó trở nên tốt hơn, điều mà chúng ta luôn nghĩ là rất có ích cho y học. Các chất thích nghi chỉ giúp cơ thể có được trạng thái cân bằng bình thường, chứ không tập trung tác động vào một chứng bệnh hay cơ quan hệ thống cụ thể nào. Và đó chính là lý do tại sao nhân sâm được sử dụng rộng rãi trong y học Trung Hoa cho hầu hết các trường hợp, trong đó có cả các chứng bệnh, đòi hỏi phương pháp điều trị hoàn toàn trái ngược trong y học phương Tây. Nhưng làm thế nào mà các chất thích nghi có thể làm nên điều kỳ diệu này? Như Lazarev và Bregman đã từng đưa ra giả thuyết rằng các chất thích nghi sở hữu khả năng độc đáo này vì chúng có thể làm cho cơ thể nói chung và mỗi cơ quan nói riêng trở nên có hiệu quả năng lượng nhiều hơn. Và khi có nhiều năng lượng, cơ thể chúng ta có thể chống chọi với bất cứ rối loạn nào một cách hiệu quả hơn. Vì để chống chọi với bất cứ căn bệnh nào, thì điều đầu tiên và quan trọng nhất là chúng ta phải có nhiều năng lượng dự trữ. Ngay sau khi họ khẳng định giả thuyết này lần đầu tiên trong các thí nghiệm với nhân sâm, và sau đó là chất thích nghi đầu tiên có nguồn gốc từ Siberia, Eleutherokos. Ngày nay nó được biết đến rộng rãi dưới tên gọi sâm Siberia. Các chất thích nghi thực sự có khả năng tối ưu hóa hoạt động của các enzyme tế bào sản sinh năng lượng, và nhờ đó chúng có thêm nhiều năng lượng hơn từ cùng một lượng hydrat carbon hoặc bất
kỳ loại nhiên liệu sinh học nào khác. Ý tưởng cung cấp nhiều năng lượng hơn cho cơ thể người bằng cách sử dụng các chất thích nghi đã thu hút được sự chú ý của các nhà quản lý thể thao của Nga và sau đó là các cơ quan cấp cao hơn. Đây là thời kỳ của chiến dịch không gian đầu tiên của Nga và mỗi nghiên cứu có tiềm năng sử dụng trong các chương trình không gian đều được đánh giá rất cao. Nhờ đó mà Lazarev và Bregman đã có nguồn tài trợ dồi dào để tiếp tục theo đuổi các nghiên cứu của mình. Vì nhân sâm Trung Quốc rất đắt tiền, nên hai nhà khoa học này đã lưu tâm đến các nguồn tài nguyên rộng lớn hơn ở quê hương Siberia của mình để tìm kiếm các loài thảo dược nội địa thay thế cho nhân sâm. Nhiều chuyến thám hiểm và các cuộc nghiên cứu về nền y học dân gian Siberia đã giúp họ phát hiện ra một loại các chất thích nghi mạnh mẽ ở vùng Siberia. Trong đó có sâm Siberia, cây rễ vàng Siberia, cây lậu lô Siberia, cây cuồng Siberia và cây ngũ vị tử Siberia. Có rất nhiều các nghiên cứu, thí nghiệm, bài báo khoa học đã được tiến hành và viết bởi Lazarev và Bregman khiến cho các thuật ngữ như chất thích nghi và y học thích ứng trở nên nổi tiếng trên khắp thế giới, cũng như sâm Siberia và các thảo dược Siberia khác có chứa các chất thích nghi. Tất cả các chất thích nghi Siberia nêu trên cùng với nhân sâm Trung Quốc được kết hợp với nhau trong công thức của sản phẩm Adaptovit, chất bổ sung được làm giàu với các chất thích nghi mạnh mẽ do Tập đoàn Sức khỏe Siberia sản xuất tại Siberia. Sản phẩm với hoạt tính sinh học cao dạng xịt qua đường miệng đã được cấp bằng sáng chế và được phát triển vào đầu những năm 80 bởi một trong những học trò của Bregman. Tính đến nay đã là 18 năm. Sản phẩm được Tập đoàn Sức khỏe Siberia sản xuất và phân phối trên thị trường. Sản phẩm là công thức truyền thống, bao gồm các chất thích nghi đã được sử dụng với liều lượng khá thấp, trái ngược với nhiều loại thuốc bổ hiện đại có hàm lượng các chất thích nghi rất cao. Và điều này đóng một vai trò quan trọng vì ở liều lượng sử dụng thấp, hầu hết các chất thích nghi đều bộc lộ được tác dụng cung cấp năng lượng của chúng và chỉ các chất sở hữu chính tác dụng này mới có thể được liệt vào danh sách các chất thích nghi. Trong y học Trung Hoa và sau này là y học thích ứng cổ điển do Lazarev và Bregman khởi xướng, nguyên tắc này là không thể tranh cãi. Tuy nhiên, sau khi nhân sâm và các chất thích nghi khác đã trở nên phổ biến ở phương Tây, đã có nhiều công ty sử dụng cách tiếp cận phương Tây truyền thống khi phát triển các sản phẩm có bổ sung các chất thích nghi, đó là liều dùng càng cao thì tác dụng càng tốt. Hơn nữa, vì cùng một lý do, họ thường chỉ sử dụng một loài thảo mộc có chứa chất thích nghi. Tuy nhiên điều này không có tác dụng đối với các chất thích nghi với liều dùng cao. Các chất thích nghi đơn thuần chỉ có tác dụng như chất kích thích mạnh. Cùng với đó sẽ gây ra nhiều tác dụng phụ như tăng huyết áp, mất ngủ, thần kinh bị kích động. Ngược lại, Adaptovit hoàn toàn là một công thức thích nghi với 6 chất thích nghi khác nhau. Mỗi chất đều có liều lượng thấp, nhưng khi kết hợp với nhau sẽ tạo ra một công thức hợp lực rất mạnh mẽ, không có tác dụng kích thích quá mức. Adaptovit giúp nạp đầy năng lượng cho cơ thể, nhờ đó nó giúp cơ thể chống chọi thành công hơn với một loạt các triệu chứng và tình trạng cúm và cảm lạnh thông thường, dị ứng và viêm mãn tính, rối loạn tiêu hóa và các chứng bệnh về gan, tim mạch và tiểu đường. Đó là còn chưa nói đến tác dụng nâng cao sức chịu đựng về thể chất, sự minh mẫn của đầu óc và nhiều trạng thái phổ biến khác luôn được đề cập đến khi nói về các chất thích nghi. Và đó là cách thức duy nhất mà các chất thích nghi đã và đang sử dụng qua nhiều thế kỷ trong y học Trung Hoa và được thừa nhận về mặt khoa học trong y học thích nghi. Trong các chương trình tiếp theo, các bạn sẽ được tìm hiểu về một số sự thật mới thú vị liên quan đến các chất thích nghi. Chúng đóng vai trò là nền móng cho nhiều sản phẩm của Tập đoàn Sức khỏe Siberia. Vì vậy, bạn đừng quên tham gia cùng chúng tôi trên kênh truyền hình Sức khỏe Siberia nhé!